giờ đâu phải ai cũng làm được mà. Ngày 16 tháng 3 năm 2021, trước sự chứng kiến của công an phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên, 31 tuổi ở thành phố Đồng Xoài đã trao trả 5 chỉ vàng cho người bị mất là anh Nguyễn Thái Bình, 30 tuổi ở thành phố Đồng Xoài. Trước đó, trưa ngày 11 tháng 3, chị Thảo Nguyên đi ra trước quán nước của gia đình trên đường Lê Duẩn thì thấy một miếng vàng SJC 4 số 9 bỏ trong một bịch ni lông. Xác định đây có thể là tài sản của một người nào đó đi qua và đánh rơi, nên ngay sau đó, chị Thảo Nguyên đã mang lên công an phường Tân Bình trình báo với mong muốn tìm lại chủ nhân của số vàng. Sau 5 ngày tìm kiếm, công an phường Tân Định đã xác định được chủ nhân của số vàng này là anh Nguyễn Thái Bình. Anh Bình cho biết 5 chỉ vàng trị giá hơn 25 triệu đồng là của hồi môn của hai vợ chồng mới cưới nhau. Trước đó, do cần tiền nên đã mang số vàng đi cầm tại một tiệm vàng. Khi đi chuộc lại, trên đường về thì bị rơi mất. Khi mất không nghĩ là sẽ tìm lại được, nhưng thật may mắn chị Thảo Nguyên nhặt được và trao trả lại.